Nhìn lại báo cáo tổng quan thị trường bất động sản quý 4 năm 2018 của CBRE Việt Nam đã chỉ ra một hiện tượng rất đáng lưu ý là sự nổi lên của các không gian làm việc linh hoạt, co-working space, đang dần thay đổi cơ cấu khách thuê của khối văn phòng truyền thống. Đại diện CBRE cho biết, những không gian làm việc linh hoạt đang và sẽ tiếp tục dẫn đầu nguồn cầu thuê văn phòng trong thời gian sắp tới. Trong năm 2018, thì các giao dịch từ không gian làm việc linh hoạt chiếm tỷ lệ cao nhất với 22% trong tổng số các khách hàng đã giao dịch. Số liệu thống kê cho thấy, tại thành phố Hồ Chí Minh, tính đến năm 2018, tổng nguồn cung theo diện tích sàn của không gian làm việc linh hoạt đã lên đến hơn 37.000 m², tăng 109% so với năm 2017. Theo một khảo sát của CBRE, trong quý 4 năm 2018, tỷ lệ lấp đầy trung bình của không gian làm việc chung tại thành phố Hồ Chí Minh đạt xấp xỉ 80%. Nguồn cung không gian làm việc linh hoạt dự kiến sẽ tiếp tục tăng lên trong năm 2019. Tương tự, tại Hà Nội, không gian làm việc chung đã nổi lên như một nguồn cầu chính. Các khách thuê này chiếm đến 31% các giao dịch cho thuê trên 1.000 m².